Có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, những năm qua người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn phát huy trí tuệ, công sức, tiên phong trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong tiếng nhạc rộn ràng của những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, các hội viên Hội người cao tuổi xóm Đông xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư đang say sưa tập luyện các tiết mục văn nghệ để tham gia các chương trình sự kiện của địa phương. Tuy tuổi đã cao nhưng ai cũng hăng hái với phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với mong muốn được rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần. Tham gia vào cái hội người cao tuổi thì tôi thấy là rất là vui. Thì trong cái hoạt động của hội là có rất nhiều hoạt động về ví dụ như là câu lạc bộ văn nghệ chẳng hạn, thì là chúng tôi là tham gia là các cái bài múa của ca ngợi về quê hương đất nước này, ca ngợi về người cao tuổi này, rồi ca ngợi về Đảng Bác Hồ. Chúng tôi cũng rất là vui. Và các cái hoạt động này là làm thúc đẩy cái phong trào của quê hương lên. Tỉnh Ninh Bình có hơn 138.000 người cao tuổi, chiếm hơn 12% dân số. Những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi luôn được các cấp hội người cao tuổi chú trọng. Thông qua các phong trào thi đua như tuổi cao gương sáng, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa hay tham gia công tác hòa giải. Qua đó tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Hội người cao tuổi xã Ninh Giang hiện nay là có trên 1.000 hội viên. Các cụ dù là tuổi đã cao nhưng mà cũng rất là gương mẫu trong mọi hoạt động của khu dân cư, nêu cao cái vai trò của mình, tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia các cái hoạt động xã hội ở địa phương, nhất là tham gia các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rồi nhận các cái công trình lao động, vệ sinh, cảnh quan của thôn xóm. Người cao tuổi chính là tấm gương về đạo đức, lối sống để giáo dục con cháu về các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, nhiều hội viên am hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán vẫn đang từng ngày đóng góp trí tuệ, công sức để truyền dạy lại các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương cho con cháu giữ gìn và phát huy. Chúng tôi cũng tuyên truyền vận động đến tất cả các cái cán bộ hội viên của mình là sẽ giữ gìn tất cả các cái bản sắc văn hóa dân tộc và hai nữa là các cái nếp sống văn hóa văn minh của quê hương. Trong thời gian vừa qua thì hội người cao tuổi đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng. Không những các cụ tuyên truyền giáo dục vận động con em rồi thì các cụ là một cái lực lượng mặc dù tuổi cao nhưng các cụ rất hăng hái trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia trồng đường cây bóng mát, đặc biệt là cái đường hoa. Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy được vai trò của mình trong việc nêu gương sống mẫu mực trong cộng đồng, đồng thời góp phần kết nối các giá trị truyền thống về đạo đức, lịch sử và văn hóa, tạo khối đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.